Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, xin mời đại chúng an toàn quý vị. Rồi, quý vị khỏe hết ha. A Di Đà Phật, cảm ơn cô, cũng còn sống tốt thì còn tới trường được. Chúng ta niệm Phật á, cái việc cũng đi ha. Thường chúng ta niệm chậm á, là cái cách mà để chúng ta tập cái đạo Phật, có nghĩa là tập sống chậm. Thường thường mình làm những cái gì nhanh quá cái mình không có cái chánh niệm trong đó. Mình niệm danh hiệu Đức Phật mà nhiều hồi cái việc có đức khi nào để ý không? Không có. Mà để cái tâm đi đâu á, đúng không? Có nghĩa là trong ba cái danh hiệu Đức Phật mình niệm ba lần thôi, mình cầu cái tâm mình vô từng từ. Chữ Nam là mình phải nhớ mình đang đặt chữ Nam, chữ Mô. Đó là cái cách mà chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh, chứ không đợi bao giờ chúng ta ngồi thiền mới tu ha. Đó là cách chúng ta sống cho nó nói cái gì. Chúng ta học cái kinh điển này á, là không phải là cái hiểu biết quý vị rồi giao hết cho mấy ông, cái số phận quý vị á giao hết cho mấy ông giảng sư nha. Giao hết cho Phật cũng được đâu. 50% á là giao Phật rồi giao các ông giảng sư, còn 50% còn lại quý vị đấy. Quý vị sẽ học những cái bộ kinh mà quý vị có thiền định tư duy trong những cái bộ kinh này, mà quý vị hiểu rồi quý vị cảm nhận vui an lạc trong những ý kinh này á, quý vị sẽ cảm nhận giống như cái não quý vị vậy đó. Từ hồi giờ nó giống như nó bị đóng băng vậy đó, bây giờ mình đập nó giống như nó bể từng miếng để đưa những cái kinh điển vô, nó rất là an lạc. Có nghĩa là những cái giáo lý như gần như từ hồi giờ chúng ta chưa được nghe luôn á, mà giờ chúng ta nghe được những cái giáo lý này, nó cảm giác rất là hạnh phúc nha. Thì không phải là giống như cái hiểu biết của mình bao nhiêu đó, rồi bây giờ lên gặp ông giảng sư ông nói vậy cái nó ngoài cái hiểu biết của mình, cái mình nó ủa sao nói vậy nó không trúng Phật. Cái này không phải nha, kinh điển phải nói là học hoài không có hết. Gia đình nhớ ha, thậm chí cả mấy vị mà học cho nhiều suốt đời đi nữa không hết kinh điển đâu. Mỗi lần chúng ta sẽ học nhiều hơn, mà để đánh giá được đó là bên cái cạnh mà chúng ta thu thập những cái ý kinh mới. Hôm nay chúng ta học được một cái ý mới khác hơn cái nhận thức của chúng ta, từ giờ chúng ta chưa nhận thức được, thì bây giờ chúng ta phải về phần còn lại và chúng ta phải về ngồi tư duy thiền định, coi cái ý kinh đó nó có phù hợp với cái giáo lý nhà Phật không ha. Cái này rất là quan trọng nha, mà cái này là cái vị mới cảm nhận được, mới quý được Đức Phật mình được. Cái vị ngồi tư duy thiền định vậy đó mới thấy cái độ chính xác, rồi mình thấy mới thấy cái lời Đức Phật nó hay, rồi sau đó mình áp dụng ra ngoài, mình lại Đức Phật rất là thành tâm quý vị. Còn ví dụ như mình học kinh điển mà để chơi á thì nó khác à, giống như để nói chuyện với nhau thì nó khác. Mình có nhiều thứ bệnh lắm, tham sân si, những khổ đau nó làm rất là nhiều, mà những cái kinh điển là nó giúp cho chúng ta được an lạc. Thì cái mà để cho nó có hạnh phúc hay không, nó có kết quả cao hay không, thì quý vị phải tập tư duy thiền định. Mà cái cách tư duy thiền định nói rồi ha, nói hoài. Quý vị nào mà tư duy thiền định nó kiểu mà sai đi, kiếm sự trả lời cho. Có nghĩa là không cần thiết. Nếu mà vị nào ngồi kiết già được thì tốt, bán già cũng được. Mà cách mà chúng ta gần như chúng ta bị một cái sai lầm mà nó gần như chúng ta làm mà chúng ta không có kiểm chứng,
chúng ta giống như cái nghi thức rồi chúng ta tới giờ chúng ta lên ngồi thôi. Đừng có nói ai bản thân nhà sư 20 năm về trước này, gần cả chục năm trời mà nhốt ở trong cái gọi là cái nơi thiền môn ở chùa không nói rồi, nhưng mà chỗ đó là tập trung các vị tu sĩ để về đi học á, gần như sư nói nó khổ dữ lắm. Ngày hai cử sáng 4 giờ sáng dậy rồi ngồi thiền cho đến 5 giờ, rồi chiều là 7 giờ ngồi tới 8 giờ. Không có cái ngày nào bỏ một ngày nữa. Tại vì ở cái chúng đó giờ quý vị bỏ cũng không được nữa. Tới cái giờ đó người ta reo chuông là phải lên. Mà không lên đó là người ta hỏi à. Là chỉ cần nửa tháng họp lại người ta đưa bill mình lên giữa giữa trụ cờ đó thôi. Yeah. Hả? Ôi à, sám hối xong lần thứ nhất, thứ hai là quỳ à. Ở bên hệ phái này khó dữ lắm. Mà nhờ cái đó, ở bên đó họp xong rồi có gì là dữ lắm. Nhờ cái đó mà thật sự cái lúc đó chưa có nghiên cứu về cái thiền định nó nhiều là một. Thứ hai nữa cái điều kiện mà để mà thực tập để rồi mà đưa ra kết luận thì nó không có. Chẳng qua là tới giờ rồi cái sách dò lên đó ngồi, ngồi mà chịu trận đấy. Lúc đầu tiên mà mới bắt ra nó đau mà cái bị cảm nhận mà đau mà nó dẫn lên thần kinh luôn. Tại vì nó liên quan tới thần kinh, nó làm giống như mình ngồi chịu trận nó đau, nó ảnh hưởng thần kinh rất là nhiều. Là tại vì cái chân của sư nó nhỏ, cái chân mà mới lúc đầu tập á, bẻ là nó đau dữ lắm. Mà những người nào mới chân mà nó mập nó còn khó bỏ lên nữa. Vậy đó mà khi biết có nhiều vị tha thiết vấn đề tu mà mấy vị lớn tuổi mới vô á, lớn tuổi như mấy vị này là cái chân nó cứng rồi, vô rồi bên này phái tỉ lắm, lấy hai cái cục gạch bự á bắt kiết già xong rồi đè hai cái chân lên, hai cái đầu gối cũng cho nó thẳng cái chân ra. Trời ơi, này nó đau chịu không nổi, chịu trận bấy nhiêu không à. Thì cái đó là sư mới nói là cái sai lầm đó, bản thân sư là sai lầm từ của đó. Hư thì nó không hư mà nó đau quá. Bây giờ cái vị cứ cảm nhận đi, bình thường cái chân chúng ta không đau á, cái tâm chúng ta nó lạc đúng không, nó không có bị một cái gì hết. Trong khi đó mà vô mình quậy cho nó lên nó đau cực kỳ rồi mà ngồi đó mà chịu trận nó không. Nhưng mà cái vị nhớ khi mà nó đau nhẹ đó mà chúng ta không để ý tới nó á thì nó là gần như nó không biết. Nhưng mà ngồi thiền nó tỉnh mà cứ tập trung vô chỗ đó cái đau nó nhân đôi rồi. Gần như nửa tiếng, một tiếng đồng hồ là không để ý gì tới kinh điển cả, chỉ nhớ tới chỗ đau này thôi. Mà trong cái giáo lý nhà Phật là từ giới sanh định, quý vị nhớ ha, định phải sanh ra tuệ. Quý vị tu mà định bao nhiêu năm ngồi mấy tiếng đồng hồ mà không sanh ra tuệ là không phải của đạo Phật. Mà tuệ là cái gì? Chứ nói 20 năm về trước mà đi giảng mà nói giới định tuệ mà nói tới tuệ là gần như không nói nổi, không nói được. Mà cái trong giáo lý nhà Phật có nghĩa là một vị Phật muốn thành Phật phải có tuệ. Trong quý vị nhớ ha, lục gì đó, Bồ Tát á, tu lục độ. Bồ Tát mà tu năm cái độ đầu tiên thì mới tu phước thôi. Nhớ ha, cái gì lục độ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Năm cái bậc đầu tiên mới tu phước thôi. Cái bước thứ sáu mới thành Phật hay không là bước thứ sáu. Nhớ ha. Nên cái đạo Phật mình đưa cái trí tuệ ra hàng đầu tiên. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Có một vị Bồ Tát mà ngồi A Tăng Tỳ Kiếp, ngồi thiền á, A Tăng Tỳ Kiếp mà không thành Phật được là không có sanh tuệ. Cái giáo lý nhà Phật phải đưa trí tuệ lên hàng đầu. Mà trí tuệ là cái gì? Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Trí tuệ ở đây quý vị đừng có mường tượng cái cục cục gì hết á. Trí tuệ là cái hiểu biết hơn những người bình thường. Hơn sao? Bây giờ ví dụ như ngoài đời đó, bây giờ nhiều lần đã ví dụ quý vị rồi, gần như cái địa vị ai cũng thích đúng không? Ngoài đời nếu mà không lấy cái lăng kính Phật giáo mà nhìn á, gần như cái địa vị
ai cũng ham, cũng mê, cũng nhảy vào chỗ đó không? Đúng không? Gần như không ai thoát ra khỏi. Dù có người trí thức cho đến người ngu cũng vậy thôi, không học cũng vậy. Nhưng mà qua cái người mà cái dấu mà chúng ta học những kinh điển này này, chúng ta phân tích rõ ràng cái người mà có cái địa vị đó chưa chắc hạnh phúc, mà nó còn có mầm mống khổ đau gấp trăm gấp ngàn lần chúng ta nữa. Cái hiểu biết như vậy đó gọi là người có trí tuệ. Được chưa? Chứ đừng có nghĩ trí tuệ nó là cái gì hết. Chúng ta có nhiều thứ trí tuệ lắm. Chúng ta học những cái kinh điển này chúng ta được rất nhiều trí tuệ. Những người bình thường sẽ không bao giờ để ý, không bao giờ biết mà đam mê vô nó. Giống như hiện tại chúng ta, cái bản ngã bình thường chúng ta quá, ở đời người ta khổ đau cái này nhiều lắm. Mà rõ ràng chúng ta học kinh điển đại thừa phân tích cái bản ngã rõ ràng nó không là cái gì hết. Mà chúng ta bỏ càng nhiều cái bản ngã đi thì rõ ràng chúng ta có được cái an lạc. Đúng không? Không có bản ngã đi đâu cũng vui vẻ hết. Không đợi mờ thỉnh gì hết, chúng ta tới ngồi cũng vui vẻ. Mà cái người mà ôm cái bản ngã, cái địa vị của mình á, mình cho mình là quan trọng đó, gọi là bản ngã. Chúng ta ôm trong đó đi đâu á là không bao giờ được hạnh phúc được đâu. Mà chúng ta học cái giáo lý nhà Phật, chúng ta thấy bản ngã nó không là cái gì hết. Muốn được bình yên hạnh phúc, muốn chúng ta đi đến đâu mà được an lạc, chúng ta loại trừ bớt cái bản ngã đi, chúng ta đó được cái an lạc, cái hạnh phúc, thì cái đó gọi là cái trí tuệ. Một những người bình thường người ta khổ đau trong cái này, người ta không thấy cái này, người ta khổ đau bởi cái này. Còn cái người học giáo lý nhà Phật, chúng ta thấy cái này hơn những người bình thường, rồi chúng ta không bị khổ đau, cái đó gọi là trí tuệ. Được chưa? Nhiều lắm. Cái vị, tại vì cái vị chưa có thống kê được, chứ cái vị thống kê cái vị, cái vị suy nghĩ những cái tuổi cái vị ở như ở cái vị ngoài đời chưa không có đi học đạo á, thì cái vị sẽ hơn những người đó nhiều hơn. Những cái chuyện mà ngoài đời những người bạn của mình không học đạo nó lăng xăng, nó khổ đau cái chuyện đó lắm, mà mình cái mình thấy cái chuyện đó nó nhẹ nhàng, thì rõ ràng mình có trí tuệ đó, mình hiểu hơn người ta, mình không có nhảy vô cái khu đó, thì đó gọi là trí tuệ. Được chưa? Mà cái người tu phải tìm cái này, phải có cái này. Thì cái người tu thiền định nó ngồi suy nghĩ, chọn bất cứ cái đề tài nào. Trong cái giáo lý nhà Phật nó có hàng trăm hàng ngàn cái đề tài để chúng ta thiền định. Đây này, cái việc học những cái này này, những cái ý này, rồi về ngồi tư duy coi thử cái này Đức Phật ông nói trúng không, nó có trúng các kinh điển hay không. Chúng ta suy nghĩ chiều hướng cái cách của sự phân tích thiền định á, mà giúp cho sư nhớ mà tốt á, là thường á là cái đề tài sư ra là trong quá trình thiền định á, không bao giờ sư đồng tình với kinh điển Đức Phật, chứ tìm mẫu cách sư phải sửa cái lời Đức Phật cho ổng nó sai mới được. Nhưng mà chắc chắn không có được đâu. Trong quá trình mình tìm nhiều hướng để mình sửa ổng á, có nghĩa là cái não chúng ta nó đã liên kết với nhiều cái để chứng minh lời sai của ổng. Mà mình tìm không ra, có nghĩa là cái não chúng ta nó rất là phân tích rất là kỹ, thì xác minh là mình không sửa được ổng. Có nghĩa là cái hiểu biết chúng ta về cái đề tài nó rất là sâu. Cái việc tập thiền định đi nó rất là hay. Tu thiền định á, đừng có ngồi. Cái việc ngồi thiền mà sư nói ngồi cái kiểu mà ngồi kiết già bắn già là dị ứng liền ngay. Nghe tới thiền định là dị ứng liền ngay lập tức, sợ. Không phải. Cái cách thiền định của nhà Phật là cái phương pháp cho nó là đơn giản nhất, nó giúp cho cái vị giải stress rất là tốt. Bây giờ cái vị có nghĩa là cái tâm của mình bình thường á, nó không có chỗ nó trụ á, là nó suy nghĩ lung tung rồi. Phải có cái điểm để nó trụ nha, chứ không phải giống như ở trong chứng đạo ca ngày Quyền Giác thiền sư nói đó, ai mà ngồi thiền mà cào đến vô niệm á là sai á. Có nghĩa là ngồi không có suy nghĩ á, không có đâu. Cái đó muốn có là bao giờ thành cái tượng là có, bằng đất đá mới có, nó mới không có suy nghĩ. Chứ khi đã con người rồi là phải có suy nghĩ. Mà cái sai lầm của con người, chúng ta cứ ngồi đó đặt, chúng ta ngồi vô niệm, không có chuyện đó được. Phải có cái đối tượng để nó, chúng ta gắn cái suy nghĩ chúng ta vào đối tượng đó. Nhưng mà quan trọng cái đối tượng đó, chúng ta đưa cái đối tượng đó là thiện hay là ác. Nếu mà cái đối tượng đó là kinh điển Đức Phật, sẽ giúp cho chúng ta hiểu sao kinh điển Đức Phật, và chúng ta sẽ an lạc trong cái đề tài đó.
Còn bây giờ cũng có thiền định mà sư gắn cái suy nghĩ sư vô cái hành động ác. Nghiên cứu ngày mai đi ăn cắp, ăn trộm. Thì rõ ràng cái suy nghĩ nó đưa vào đối tượng nó sai thôi. Ha, phải ngồi thiền phải có cái đối tượng để chúng ta gắn cái tâm vào. Trong cái giai đoạn đó bao nhiêu tiếng đồng hồ ta cầu cái tâm vào đối tượng nó siêu xung quanh đó. Mà cái bước đầu tiên trong thiền định đó, các phương pháp yoga nó không có giá trị bằng cái thiền định nhà Phật đâu. Cái vị ngồi bình thường nha, để cái tâm, cái thân cho nó thoải mái nha. Trước tiên đừng có quậy cái thân. Tại vì cái tâm lý á, cái thân mà nó bất an rồi cái tâm nó sẽ liên kết rồi. Bây giờ mà quăng cái vị bị ngồi thiền mà quăng vô cái gốc, ngay cái gốc đó mà không có cái quạt nào mà chịu ngừ mà nóng đâu có bình yên được. Cái tâm nó không có lạc. Cái thân nó đổ mồ hôi là cái tâm nó không lạc. Thì cái phương pháp của người tu thiền á là phải cho người ta chọn, tự người ta chọn. Có nghĩa là cái tâm người ta vừa với cái người ta thích. Nó không có sanh những cái thứ mà không để mình chúng ta ngồi để dọn dẹp nó. Thì trong cái thời gian đó chúng ta đưa cái suy nghĩ chúng ta vào cái hơi thở. Cái bước đầu tiên là thiền chỉ. Cậu cái tâm vào, thường thường chúng ta thở ra thở vô ngày bao nhiêu tiếng, bao nhiêu lần đâu biết. Đúng không? Mà cái hơi thở là tốt nhất. Nếu mà chúng ta không thở chết ngắt rồi. Nhưng mà hàng ngày chúng ta đâu có để ý tới nó. Chúng ta nuôi cái hơi thở và chúng ta tạo cái dinh dưỡng cho cái hơi thở là chỗ này. Có nghĩa là chúng đang thở vào chúng ta nhận biết nha, nhận biết thôi chứ đừng cách bắt nó nha. Thường thường nó thở tự nhiên thế nào cứ để nó thở. Bây giờ chúng ta nhận biết cái hơi thở đang vào, rồi nhận biết cái hơi thở đang ra, nhận biết hơi thở đang vào, nhận biết hơi thở đang ra. Chỉ nhận biết thôi là chúng ta đã cột cái tâm ta vào theo cái hơi thở rồi nha. Đừng có bắt nó như thế này nè là nó thất bại nè, nó đưa tới những cái hậu quả. Bản thân chục năm về trước bị nè, hết thiệt là dài vô. Cái này là khống chế nó nha, điều khiển nó. Còn cái cách nãy thì nó là theo thôi, nó làm một cách tự nhiên rồi đi theo nó khác. Bây giờ mình hít thiệt dài vô, rồi mình ếm trong đó mà thở dài ra. Rồi có lúc mình hít thiệt dài vô mình thở ngắn ra, thì chuyện gì xảy ra? Cái hơi vô nhiều mà cái hơi ra nó ít, nó không trung hòa. Lâu ngày cái bụng nó xanh chướng, nó không ăn mà nó cứ giấc no hoài. Cái cách đó nếu mà chúng ta luôn sử dụng cái đó liên tục nhiều ngày á, nó sẽ sanh ra cái bản hoang sư vị. Thì cái lúc này đó cái cách mà quá giải bằng cách có nghĩa là chúng ta lấy nước nóng á, ngâm cái chân khoảng 15 phút. Rồi xong đổ cái nước nóng ra, ngâm cái nước lạnh vô 15 phút. Thì tự động cái cơ thể chúng ta, cái hơi ấm, cái hơi ấy nó điều hòa cái cơ thể lại. Đó là do cái sai lầm khi mà chúng ta áp dụng cái thiền định. Nên tại sao hình như tất cả pháp môn á có thể hướng dẫn cho Phật tử được. Nhưng mà cái pháp môn, riêng cái pháp môn thiền định á là bắt buộc phải có ông thầy kế bên. Khi chỉ cần trặc một cái là ông thầy cũng sửa ngay lập tức. Còn thiền định nó có năm cái chướng ngại vật nữa. Trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, tán loạn, bất thất niệm. Năm cái này có nghĩa là cái chướng ngại của người tu thiền. Nên quý vị đừng trước tiên cái gì mặt tâm lý. Đừng cái nó có phương pháp thiền định là ngồi ghê gớm gì hết á. Chẳng qua là chúng cho là ngồi chơi vậy. Nó thiệt giống như ngồi chơi vậy đó. Nhưng mà có cái người ta ngồi chơi để cái suy nghĩ tùm lum hết á. Bây giờ mình ngồi chơi nhưng mà để cái suy nghĩ vào cái đối tượng kinh điển. Đó là cái cách thiền định của nhà Phật. Được chưa? Đừng cái áp nặng cái tư tưởng thì chúng ta sẽ thất bại cái thiền định. Chứ cái thiền định nhà Phật có Đức Phật rất là bình dân, rất là thực tế cho mọi người luôn á. Chứ đừng có nói để cho tu sĩ, người tăng ni, không phải. Đáng lẽ Phật tử ngoài cần nhiều hơn mấy thầy. Tại cái bị ở ngoài đời rất nhiều cái gọi là cái stress rất là nhiều. Nhờ cái thiền định nó cho cái bị quá giải rất là tốt. Ha, thì đây là cái cách thiền định ha. Thì đó là cái chúng ta để ý. Cái nghĩa là kinh điển muốn học sâu, hiểu nhiều, hiểu sâu thì quý vị phải có thiền định tư duy. Mà không cần thiết phải ngồi lâu nha. Không cần thiết phải trước mặt Phật,
khi nào có trước mặt Phật thì tốt, không sao hết. Còn không mà chúng ta kiếm cái chỗ nào yên tĩnh, chúng ta kiếm cái ghế dựa, chúng ta ngồi nằm cũng được nữa. Nhưng mà trong cái giai đoạn chúng ta nằm đó, cái đầu chúng ta suy nghĩ cái gì? Sư ngồi thiền, ngồi kiết già đàng hoàng mà trong cái trước mặt bằng Phật rõ ràng mà suy nghĩ về cái điều xấu thì chuyện gì xảy ra? Mà cái vị nằm cái giọng, mà cái vị đang suy nghĩ về cái vô thường của Đức Phật. Trên đời này rồi ai cũng chết, rồi lớn cũng chết, trẻ cũng chết. Thì trong quá trình đó cái thiền định cái vị đúng. Sư cái hình thức sư trúng, ngồi trước bằng Phật kiết già đủ thứ. Nhưng mà trong cái quá trình đó sư đưa cái suy nghĩ, sư gắn cái suy nghĩ sư vào cái đối tượng xấu. Cái đó không phải. Nhưng mà cái vị ngồi mà trong cái hình thức đó không hề tới liên quan thiền định gì cả. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó cái vị gắn cái suy nghĩ vào cái đối tượng kinh điển. Được chưa? Bỏ cái hình thức giùm đi. Rất là khó chịu nha. Cái này á, nó là quý vị phải áp dụng đi. Rồi quý vị mới thấy rõ ràng là sư nói trúng. Chứ không là cái này gần như cái vết trệt, nó đang bị sai lầm, rất là sai lầm. Mà chúng ta cứ áp dụng cái hình thức không mà nội tâm qua một giờ ngồi thiền không có một chút gì tệ cả. Mà còn đau khổ nữa đấy. Thiệt á, ngồi mà dạng mà kiết già mà bán già mà chịu trận cái đó đau dữ lắm. Chịu trận ngồi thiền ra không an lạc miếng nào cả. Nên cái giáo lý nhà Phật rất là bình đẳng tự do, chúng ta làm cái gì phải kiểm chứng giùm. Nếu mà tốt an lạc thì trúng rồi đó, mình chọn trúng rồi đấy, mình làm đúng rồi đấy. Được chưa? Giờ đi cũng vòng rồi đó. Thường thường phải nhắc vậy thôi hà. Thì chỉ vì thấy rằng là hồi bữa hôm chúng ta mới có đọc cái phần đầu ha. Bữa nay chúng ta đi vào cái phần mà sẽ có chín người mà gọi là thiện tri thức hay là bạn bè, bạn thân á, mà ở đời chúng ta gọi là mà thiện tri thức á. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái cuộc sống mà chúng ta gặp được những người bạn tri thức á, gọi là tri kỷ á, nó rất là quý. Còn chúng ta gặp những người bạn bình thường thì nhiều lắm. Bạn bình thường có thể là 1000 người có, nhưng mà bạn tri kỷ có thể là 1-2 người mới có. Mà nhớ ha, bạn tri kỷ ở đây không phải là bạn tri kỷ cái gì mình nói cái gì nó không dám nói lại là bạn tri kỷ nha. Không phải là bạn tốt nha. Cái học đạo nó khác người mà đời à. Ừ, nó không dám đụng tới mình á, là coi mình nói là bạn tốt là sai à. Ừ, bạn mà trong giáo lý nhà Phật đó, bạn tốt là dám nói cái sai của mình. Khi bị ngồi thử coi, bây giờ cái tánh mình nó xấu mà không ai dám nói hết, mà giờ cái cô đó, cái người bạn đó dám nói, mình mới ngồi, ồ đúng rồi ha, từ bữa nay mình không có ý cái tâm của mình, cái tánh mình nó xấu như vậy, mình sửa nó lại, rõ ràng nó sẽ làm chúng ta càng ngày càng tốt lên. Còn những người bạn mà chúng không dám nói, gần như không bao giờ cho chúng ta thấy cái sai của chúng ta cả. Thì nhớ, bạn tri kỷ hay là bạn tốt có nghĩa là những người bạn đó dám nói sự thật. Nhưng mà cái cảm nhận đầu tiên đó, nếu mà ta không học đạo á, người ta nói sốc một cái là chúng ta không chịu. Cái phản ứng đầu tiên đa số nó là vậy. Nhưng mà chúng ta học đạo nó sẽ khác. Ngay lúc đó chúng ta chưa có đủ chánh niệm á, thì về nhà chúng ta phải suy nghĩ giùm cái lời nói đó. Cũng cái lời đó mà thấy người ta nói hôm nay bạn bận cái quần đã xấu quá, cái áo đã xấu quá, hay là bạn nói cái lời đó đến người nghe hay là thầy nghe nó không có hay, nghe cái lời vì khó chịu liền đúng không? Nhưng mà tối về suy nghĩ coi, rõ ràng bạn mình nói giúp mình đó, dám nói để cho mình ngồi phản tỉnh là cái sai của mình, thì bạn đó mới gọi là bạn tốt, là tri kỷ. Hiểu chưa? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là ông vua A Xà Thế này, ông có những người quan mà gọi là quan tốt hay quan sáu, thì quý vị đọc mới thấy nè. Chúng ta đọc ở trang số 196 ha. Tiếp theo là ổng mới trong cái ngày rằm á, thì trang sáng thì ổng mới đưa ra một câu hỏi, ổng hỏi ý kiến chín người. Thì coi thì chín người này cho ổng những cái hành động, những lời nói, những việc làm như thế nào.
hôm nay là ngày rằm, trăng tròn, sáng quá nên làm gì? Nội chỗ này không phân tích là cái vị tại kinh điển mà. Cái vị tại sao mà trong kinh điển Nam Truyền á, mà đúng là kinh điển Đại Thừa mà nó thuộc bốn cái bộ kinh mà được xác nhận á, là nó truyền từ Ấn Độ qua đó, không bao giờ có cái ngày chính xác. Ngày rằm hay là ngày 30, ngày mùng 4, mùng 1 gì cả, không thể có được nha. Thứ nhất là ví dụ như cái ngày mà đản sanh của Đức Phật á, thì ngày trăng tròn, dùng cái từ trăng tròn chứ không có cái ngày rằm nha. Nếu mà nói cái ngày mà xác minh rõ ràng thì bây giờ quý vị tính không có được. Mà ngay cái thời đó chữ viết chưa có mà, thấy không? Chúng ta học cái chỗ này nó một cái mà chúng ta cần để ý này. Bấy giờ vào ngày rằm tháng 7 là cái giờ này chúng ta đặt câu hỏi ngay lập tức. Thì người ta cũng dựa trên cái câu chuyện mà trong Phật giáo Nam Truyền hay Đại Thừa cũng vậy. Ngày rằm tháng 7 hay là ngày rằm tháng 4 là không có ngày rằm, mà nó là cái ngày trăng tròn. Thì sau đó người ta mới sắp vào cái những cái ngày trăng tròn đó là ngày rằm theo của Ấn Độ, của Trung Quốc. Còn cái ngày mà trăng tròn của Ấn Độ chưa phải là ngày rằm. Được chưa? Những cái ngày cái lịch nó sẽ không có giống nhau đâu. Nếu mà hồi xưa mà nói là cái ngày đó thì cái ngày lịch theo cái lịch Ấn Độ là ngày rằm tháng 7 ấy, thì bây giờ mỗi nước cứ ngầu đó cứ so sánh cái lịch này cũng đủ chết rồi. Mà đâu phải năm nào cái lịch nó cũng giống nhau đâu. Nên quý vị đây một cái ý mà chúng ta học trong kinh điển này. Tại sao kinh điển á, Đức Phật nói là số lượng người tham dự ở địa điểm đó, rồi kinh điển nói đối tượng là như thế nào, bài kinh đó nói như thế nào, nhưng mà không hề nói là cái ngày tháng năm. Được chưa? Một ý chúng ta học cái chữ này rất là hay. Chứ không là nói ngày tháng năm mà chúng ta ngầu đó đếm vô tính là mệt luôn à. Thì hôm nay là ngày rằm, trăng tròn, sáng quá nên làm gì? Thì cơ bà phu nhân đầu tiên ba đáp này. Phu nhân đáp: hôm nay là ngày rằm, là ngày thiết giới, nên đàn ca tự mình hưởng thụ năm dục. Thấy chưa? Phụ nữ vậy đó, hưởng thụ năm dục thôi à. À, vua nghe xong những lời này mà không hài lòng, vua lại hỏi thái tử Ưu Đà Gia. Có nghĩa là quý vị nhớ là cái lúc này ông tâm trạng của A Xà Thế rất là đau khổ trước cái hành động mà gọi là giết vua cha của mình. Mà những cái cử chỉ mà bà nào bà nói đưa ra để hưởng năm nhẫn dục á thì không trúng của ông rồi. Ông đã con người mà khi mà nó phạm có tội rất là lớn rồi, ta rất là đau khổ trong cái hoàn cảnh này ha. Quý vị để ý cái điểm này thì mấy cái mà những cái người quan thần đưa ra đó, vua không có chấp nhận lý do đó. Rồi ông hỏi ông thái tử này: đêm nay thật trong sáng nên làm gì? Thì ông thái tử này trẻ mà. Thái tử Ưu Đà Gia bạch vua: như nửa đêm nay thật trong sáng nên tập hợp bốn loại binh đi chinh phạt ngoại địch các nước khác nào chưa hàng phục. Thấy chưa? Sau khi vua nghe, vua Xà Thế nghe xong những lời này xong cũng lại không vừa ý, lại hỏi thái tử vô ý. Là hai người, một là bà phu nhân, hai là con thái tử. Thì ổng mới quay qua ổng hỏi vương tử vô ý: hôm nay Bắc Lan Ca Diếp, Bắc Lan Ca Diếp, ổng mới trả lời nè: nay Bắc Lan Ca Diếp rành về các toán số, biết cả về thiên văn địa lý, được mọi người tôn ngưỡng, có thể đi đến hỏi ông về những nghi nạn này, vị ấy sẽ nói lý rất vi diệu cho tôn vương, hoàn toàn không có điều gì ngưng trệ. Sau khi nghe xong những lời này, vua cũng không vừa ý. Vua lại hỏi đại thần. Thì cái ý này quý vị ý nè, ông vua A Xà Thế này ổng có một cái tư tưởng mà gọi là cách tăng của cái thời Ấn Độ thời đó.
cho một vị vua đủ cái quyền lực, mang trong người một cái, có nghĩa là mọi cái quyền lợi mình hưởng, có nghĩa là dùng cái quyền lực rồi cái phong kiến, cái mê tín gì đó đàn áp tất cả mọi người, bắt mọi người phải phục tùng mình. Thì ông vua này ông có đang có quyền lợi, mắc nói gì ông không có đồng tình. Nhưng mà ông không đồng tình bởi cái ý mà nói rằng là những người này có thể là giải những cái nghi nạn, vị ấy sẽ nói lý vi diệu cho tôn vương. Thì ông vua này ông không đồng tình với cái tư tưởng này ha. Thì từ cái này nè, những cái ý này đó, lát cái vị mới thấy rằng khi mà ông vua ông gặp con Phật á, ông mới thấy rằng, mình mới thấy rằng là hai cái tư tưởng này, các người mà cầu giống như ông vua sẽ thế, có một cái mở ra, có nghĩa là muốn cầu nghe những cái giáo lý thượng thừa, thì ông Phật ông mới truyền trao cái thượng thừa nó mới tương xứng. Còn ông vua này ông mê tín dị đoan á, mà gặp ông Phật ông đưa đại thừa thì cũng thua rồi nha. Quý vị nhớ cái này thì lát cái phần sau quý vị thấy là giữa Đức Phật và ông vua nó cùng cái tư tưởng, cùng cái chủng tử. Sau khi nghe xong những lời này cũng không vừa ý, vua lại hỏi đại thần Tu Ni Ma. Thì những cái ý này không quan trọng lắm nha, chúng ta đọc lướt qua. Như đêm này thật trong sáng nên làm những gì? Tu Ni Ma tâu vua rằng: như nửa đêm nay thật là trong sáng, gần đây không xa có A Di Xì hiểu biết rộng, xin đại vương đến hỏi những điều nghi ngờ. Hỏi những điều nghi ngờ thì cái này cũng là một cái ý mà nói quý vị nữa nè, đừng có chấp nê những cái từ. Cái từ ví dụ như cái tên của người ta ở bên Ấn Độ á, giống như cái từ mà cái bà Ma Đăng Già đó, cái từ ta, phụ nữ người ta tên vậy, cái tên Ấn Độ mình không biết cái tên gì, mà dịch thành cái tiếng Việt của mình là Ma Đăng Già, cái mình nghe Ma Đăng Già mình sợ. Chứ đúng cái tên của người ta, rồi dịch qua tiếng Việt của mình nó vậy, đừng có nặng nề bởi cái từ ngữ, được không? Cái từ không có cần thiết cái đó. Rồi tiếp tục, vua nghe xong những lời này cũng không vừa ý, lại hỏi Bà La Môn, Bà Sa: như nửa đêm nay thật là trong sáng nên làm những gì? Bà La Môn đáp: như nay ngài, sorry cái việc tại, như nay ngày 15 thật là trong sáng, gần đây không xa có Cù Gia Lâu, cuối sinh đại vương đến đó hỏi nghĩa này. Thì ông này cũng giới thiệu một cái giống như là ông giống như tôn giáo, một vị giáo chủ của một tôn giáo. Sau khi nghe xong những lời này cũng không vừa ý mình, vua lại hỏi Bà La Môn tên là Ma Đặt rằng: nửa đêm nay thật là trong sáng nên làm những gì? Bà La Môn đáp: đại vương nên biết gần đây không xa có Ba Hưu Ca Diện, cuối sinh đại vương đến hỏi sự tình ấy. Vua nghe những lời này xong cũng không hợp ý, lại hỏi Điển Binh Sách Ma: như nửa đêm nay, có nghĩa là những cái ông này người ta trả lời những giới thiệu đến những cái những ông giáo chủ các tôn giáo á, không có rõ ràng. Đời vua mới hỏi tiếp tục, lại hỏi Điển Binh Sách Ma: như nửa đêm nay thật là trong sáng nên làm những gì? Sách Ma đáp: gần đây không xa có Tiên Tắc Lô Trì rành về thuật toán số. Ông này thì dồi toán số, có thể đến đó hỏi đạo nghĩa. Thì ông vua là cái tư tưởng không chấp nhận cái này rồi. Thì toán ông này ông đang đau khổ bởi cái cảnh là ông giết cha ông, mà cái ông thằng này ông giới thiệu cái thuốc uống lộn rồi, bó toán để làm cái gì? Đâu phải lấy vợ hay là đi làm cái gì đâu mà phải tới bó toán. Vua nghe những lời này xong cũng không hợp ý mình, lại bảo đại thần Tối Thắng rằng: Như nay ngày 15 thật là trong sáng nên làm những gì? Tối Thắng tâu vua rằng: nay có Ni Kiền Tử, ông này có tiếng nha,
đọc rộng các kinh và tối thượng trong các thầy. Cuối sinh đại vương đánh đá hỏi đạo nghĩa. Vua nghe những lời này xong không hợp ý, bằng suy nghĩ những người này đều là những kẻ ngu muội, không phân biệt chân ngụy, không có phương tiện thiện xảo. Hiểu gì thấy không? Một vị vua mà có cái nhận thức rất tuyệt vời, gần như mà thấy cái tư tưởng cách mạng giống như Thái tử Tất Đạt Đa, chứ gần như cái vị quan, cái vị ngồi co lại cái hoàn cảnh lúc đó coi, gần như cái đất nước Ấn Độ là một cái nôi của các tôn giáo, mà toàn là cái tư tưởng mê tín dị đoan không. Một lát cái vị đọc phía sau mới thấy những cái giáo lý mà mình nói là nếu mà cái đó mà nó tồn tại mà trong xã hội thì chắc cái xã hội này không tồn tại nổi. Những cái tư tưởng nó rất là sai lầm. Thì vua, quý vị thấy cái nhận định này này nó sẽ có giá trị khi mà vua gặp Đức Phật, là một cái người có cái tư tưởng rất là cách mạng, không bảo vệ cái sai lầm của mình. Bấy giờ vương tử Kỳ Bà Già đang đứng bên trái vua. Vua quay lại hỏi Kỳ Bà Già rằng: ông này là đệ tử tại gia của Đức Phật, như nửa đêm nay thật là trong sáng, nên làm những gì? Kỳ Bà Già liền quỳ trước vua tâu rằng: hiện Như Lai đang du hóa ở gần đây không xa, trong vườn của hạ thần, dẫn theo 1,200 tỳ kheo, 1,250 tỳ kheo. Cuối sinh đại vương, quý vị nhớ cái số lượng này nè, lát sẽ có giá trị. Cuối sinh đại vương đánh đó hỏi đại nghĩa: vì Như Lai là ánh sáng, là mặt trời, không có điều gì bế tắc, thông suốt việc ba đời. Thấy không? Ông cận thần này, đệ tử Đức Phật á, ông còn nói được những cái ý nghĩa để có chỗ mà ông vua ông bám. Có nghĩa là ông có trúng ngay cái điểm yếu của ông. Không gì là không thấu suốt, chính ngài đã giải nói sự ấy cho vua. Những hồ nghi của vua sẽ được tự nhiên sáng tỏ. Sau khi nghe những lời Kỳ Bà Già, vua A Xà Thế vui mừng hớn hở, phát tâm thiện, liền khen Kỳ Bà Già rằng: lành thay, vương tử khéo nói lời này. Vì sao vậy? Hiện thân tâm ta đang thật là bức sốc. Nhớ ha, ông đang đau khổ nè, vì vô cớ đã bắt giết phụ vương. Lâu nay ta lúc nào cũng tự suy nghĩ, ai có thể tỏ ngộ tâm ý ta. Nay những lời Kỳ Bà Già vừa nói thật hợp ý ta. Kỳ diệu thay, nghe đến tiếng Như Lai, ta tự nhiên bừng tỉnh. Quý vị nhớ A Xà Thế là lúc còn trẻ đó, cũng theo vua cha là vua gì? Tăng Bà Sa La, đã đến gặp Đức Phật nhiều lần rồi ha, chứ không phải là chưa có gặp. Thì quý vị thấy ngay cái chỗ này, cái chỗ này nó rất là quan trọng này. Cái ý này quý vị nhớ, đặng khi mà chúng ta đi vào có phần phía sau á, cái lúc mà Đức Phật mà gọi là bào chữa mà trắng án cho Bồ Tát Thế đó, thì cái điểm chính là của ông Bồ Tát Thế chỗ này này. Ông đang đau khổ. Rồi một lát nữa cái vị đọc cái đoạn phía sau nó có phần hối hận của ông rất là hay. Nó đúng với kinh điển. Lúc ấy vua hướng về Kỳ Bà Già nói kệ rằng: đêm nay trăng cực sáng, tâm ý không được tỏ, các khanh mỗi người nói, nên đến nghe hỏi đạo. Bắc Lan Ai Di Sản Ni Kiền đệ tử Phạm, bọn họ không thể cậy, không thể giúp được gì. Đêm nay thật cực sáng, trăng tròn không tì vết, nay nói Kỳ Bà Già, nên đến ai hỏi đạo? Lúc ấy Kỳ Bà Già trả lời vua bằng bài kệ: nghe âm thanh nhu huyến thoát khỏi cá ma kiệt, mong đứng thời đến Phật, nơi vĩnh viễn không sợ. Vua lại đáp bằng bài kệ: trước đây ta đã làm việc vô ích chống Phật, hại con Phật chân chánh tên là Tằng Bà Sa, nay hết sức khổ thẹn, mặt mũi nào gặp Phật. Đây này, quý vị thấy cái này nữa nè,
Rồi một lát cái vị đọc có phần sau, ông Phật ông cái câu đầu tiên á, ông nói tâm lý ha. Thường thường ông vua tới ông đặt câu hỏi, ông lên tiếng trước, rồi ông Phật ông mới nói nay đại vương, cái đoạn phía sau nó có giống như cái đại ý vậy đó. Nay đại vương, cái vị cảm nhận đi, một con người mà tội lỗi, một con người mà ở xã hội gần như không ai coi thường rồi đó, nhưng mà Đức Phật lên tiếng một cái tiếng nói mà về cái mặt tâm lý làm cho ông vua ông rất có cảm tình. Cái này vì cái tâm lý, nếu mà ở ngoài chúng ta học tâm lý nó có giá trị lắm, trong kinh điển chúng ta sẽ có những cái ý nó rất là hay. Thì cái ý này, cái vẻ này, ông vua A Xà Thế ông đang đau khổ bởi cái hành động của ông. Ông nói rằng là lúc ổng nào là giết cha này, rồi ổng theo bài gì, ông Đề Bà Đạt Đa, rồi chống lại Đức Phật. Thì quý vị nghĩ cái cảm nhận đó nếu mà không phải vị Phật á thì như thế nào? Chắc chắn là không có cái đồng tình của ổng, không thương ổng rồi đó, rõ ràng. Mà trong khi đó, khi ổng mới tới là Đức Phật lên tiếng trước, nay đệ vương, một cái câu mà mình thấy là rất đơn giản mà tâm lý làm cho cái đối tượng người ta bình yên. Tỳ Bà Già lại trả lời vua bằng bài kệ: chư Phật không kia đây, kiết sử đã trừ hẳn, tâm bình đẳng không hai, đó là nghĩa Phật pháp. Nếu dùng hương chiên đàn thoa lên tay phải Phật, cầm dao chặt tay trái, tâm không sanh tăng giảm, như thương hoa la văn, con duy nhất không hai, tâm đối với Đề Bà, quán thân không có khác. Mong đại vương hạ cố, đến thăm gặp Như Lai, nghi ngờ sẽ được dứt, chớ có để e ngại. Rồi vua Xà Thế bảo vương tử Kỳ Bà rằng: vậy ông hãy nhanh chân chuẩn bị 500 voi đực, ghê không, 500 voi cái, đốt 500 ngọn đèn. Cái hình cái sự đi của ổng thấy hoành tráng ghê không. Rồi quý vị thấy cái sự chuẩn bị của ổng, rồi ổng vô ổng gặp Đức Phật, rồi cái cảnh này ổng mới gọi là dựng tóc cái. Vâng, thưa đại vương. Vương tử Kỳ Bà Già liền chuẩn bị một đàn voi, 1000 con voi, và đốt 500 ngọn đèn, rồi đến trước vua tâu rằng: Sa Bệ đã chuẩn bị xong. Vua biết đúng thời, lúc bấy giờ vua A Xà Thế dẫn theo những người tỳ tùng đến trong vườn lê, giữa đường lại sinh lòng sợ hãi, hoàn toàn thân lông dựng đứng, quay sang bảo vương tử Kỳ Bà Già rằng, quý vị thấy không, cái con người mà khi mà nó phạm một cái lỗi gì đó rất là lo âu, mà nhất là dẫn vô cái cảnh mà trong rừng trong rú, mà trong bóng đêm là một, thứ hai là vô mà chuẩn bị gặp, nghe nói Đức Phật dẫn 1200 vị tỳ kheo, mà trong cái rừng không có nghe một cái tiếng động nào hết, thì cái này chỉ có đột kích thôi chứ làm gì. Nếu mà nói chiến tranh với nhau đó, thì người ta phải giữ im lặng để mà địch nó vô bắt đầu mà đánh. Nó làm cái cảnh yên tĩnh là làm ông vua ông rất là lo âu, mà trong khi đó ông rất là khổ đau bởi cái tội lỗi của ông. Ông mới hỏi ông Kỳ Bà Già rằng là: nay ta không bị ông gạt đó chứ? Thấy không? Đợi ghê vậy đó. Không đem ta nạp cho kẻ thù chứ? Kỳ Bà Già tao vua, thật sự không có lý này. Quý xin đại vương tiến lên trước chút nữa, Như Lai cách đây không xa. Bấy giờ vua Xà Thế trong lòng còn lo sợ, hỏi lại Kỳ Bà rằng: ta không bị người dụ hoặc chăng? Lần đầu tiên ông đã sợ, ông hỏi đã, ông kia trả lời chưa yên tâm rồi, ông hỏi cái nữa rồi. Ta nghe nói Như Lai dẫn đầu 1250 đệ tử, sau bây giờ không nghe một tiếng động nào cả. Thấy ghê không? Cái đó làm ổng là lo sợ đấy. Kỳ Bà Già đáp: đệ tử Như Lai thường nhập định, không có loạn tưởng, cuối sinh đại vương hãy tiến tới trước chút nữa. Vua Xà Thế liền xuống xe đi bộ qua cổng,
đến trước giảng đường, rồi đứng im lặng quan sát thánh chúng và quay sang hỏi Kỳ Bà già rằng: Như Lai hiện đang ở đâu? Bây giờ tất cả thánh chúng đều nhập quả quan tam muội, có nghĩa là ngồi thiền đấy, chiếu sáng khắp giữa giảng đường kia, không đau không sáng. Lúc ấy Kỳ Bà già lập tức quỳ xuống, đưa tay phải chỉ hướng Như Lai và nói: Như Lai đang ngồi chính giữa như mặt trời phá tan mây. Vua Xà Thế nói với Kỳ Bà già rằng: Thật kỳ diệu thay, thánh chúng này tâm định đến như vậy, vì do duyên gì lại có ánh sáng này? Kỳ Bà già tâu rằng: Do sức tam muội và phát ra ánh sáng. Vua lại bảo: Như hôm nay ta đang quan sát thánh chúng, thấy rất là yên lặng, mong cho thái tử Ưu Bà gia của ta cũng nên vô vi, cũng nên vô vi yên lặng như vậy. Có nghĩa là ông thấy cái cảnh yên lặng đó, ông muốn là thái tử là con của ông đó cũng được tham gia của ông thầy. Vô vi ở đây có nghĩa là ngồi thiền định về cái mặt, có nghĩa là về cái mặt tâm linh đó. Rồi vua Xà Thế lại chắp tay tự giới thiệu: Cuối sinh Đức Thế Tôn soi xét đến. Thế Tôn bảo: Xin chào đại vương. Các vị thấy chưa, một câu nói đó nó rất là quan trọng. Từ ổng đang mang đến tâm trạng là cái người đã chống lại Đức Phật, rồi cái người mà gây cái tội lỗi mà giết cha mẹ của mình. Thì quý vị nghĩ đi, bây giờ quý vị có một cái tội gì đi, quý vị vào cái đại chúng này quý vị cảm nhận như thế nào? Rất là bất an, không có hoan hỷ. Mà này ông Phật ông chào một cái à: Xin chào đại vương. Có nghĩa là trên ý nó là Đức Phật không hề để ý tới những hành động của ông. Thì cái chỗ đó giữa Đức Phật và ông vua sẽ thành công khi mà tiếp chuyện với nhau. Vua nghe tiếng nói của Như Lai trong lòng hết sức hoan hỷ. Ông đến gặp Như Lai tự nói vương hiệu. Bây giờ vua Xà Thế đi đến trước mặt, năm vóc gieo xuống đất. Có nghĩa là thường thường ta lại là năm vóc. Là gì? Đó, giờ chúng ta chúng ta nhiều hầu nghĩa chúng ta học mà không đúng kinh điển nó rối dữ lắm. Bây giờ ví dụ như để mà chấm được xuống đất á là cái gì? Hai tay đúng không? Rồi hai cái đầu gối là bốn rồi. Rồi hai cái chân, nếu mà giỏi là hai cái chân để lên thì là năm. Thường thường người ta để cái đầu, hai cái đầu này để cái đầu cái trán lên cái hai cái tay thì đếm được năm được chưa? Hả? Không. Bên cái người tu á thường không biết á, bên này ông tổ sư ông dạy hay là mấy sư sư thái trong kinh thì trong cái chân lý thì không có để. Nhưng mà mấy vị tiền bối mà sư hữu rồi đó ông dạy á là khi mà quỳ á thì cái chân trái hoặc chân phải phải để cái bàn chân á chăm lên. Thì đó, thì mình đếm mới gọi là ngủ. Thế là năm. Nhưng mà cái này đó đừng có nặng nó nha, chứ không mà cứ ngầu cứ mà có người thì để ngửa rồi có người ấp xuống nó rối dữ lắm. Lại cỡ nào cũng được, mà quan trọng là trong quá trình mình lại đó cái tiên cái suy nghĩ mình làm cái gì ha. Cứ ngồi mình cứ xe xua cái bàn tay mình xè ra thì vô không, mà cái đầu óc nó không có liên quan tới Đức Phật, cái sự lễ bái của mình. Thì có dịp sư trình bày quý vị có năm cái cách mà lại Phật: cầu danh lễ, ngã mạng lễ là hai cái này là đồ bỏ đó. Cái này là rất nhiều người nhé. Cầu danh lễ có nghĩa là bây giờ mình cúng cho ông thầy trụ trì đang số tiền rồi xong rồi vô mình lại Phật. Cái bữa mình làm cái lễ gì đó ông thầy phải đưa mình đi bằng giữ mới được. Uy tín mà, mình là đại thí chủ mà, mình vô mình lại Phật mà phải có cái danh.
Cái đó Đức Phật gọi là cầu danh lễ, không có công đức miếng lệch. Mà cái này rất là nhiều nha. Chúng ta làm được cái gì trong chùa hay là gì là yêu cầu ông trụ trì hay là cái nghi lễ nào đó là đưa mình đi cái vị trí quan trọng. Đó là cầu danh lễ đó, không có liên quan tới cái chuyện lễ Phật nữa. Ngã mạng lễ có nghĩa là mình lễ Phật mà không hề thành tâm quý Đức Phật miếng hết á, là cái đó là do mình nghiên cứu kinh điển ít quá. Như là nãy thì nói đó, cái thiền định đó, chúng ta thiền định tư duy cái lời Đức Phật nó chắc xong rồi, xong rồi chúng ta đem ra ngoài áp dụng, chúng ta thấy được an lạc, nó bớt đau khổ, thì lúc đó quý vị lại Phật mới thành Phật. Có những cái mà chúng ta nó làm chúng ta khổ mà nhờ kinh điển, nhờ cái lời Đức Phật giúp cho chúng ta được an lạc, thì lúc đó chúng ta lại Phật nó mới thành Phật. Còn chúng ta không hề hưởng được cái gì từ cái lời Đức Phật, chẳng qua là quỳ xuống cuốc cho nó vài ba cuốc cho xong, không có sự thành tâm đối với Đức Phật cả. Cái đó gọi là ngã mạng lệ. Rồi cái mà gọi là ba cái sau này nó quan, cái thứ ba đó là thăng tâm cung kính lễ. Có nghĩa là chúng ta thường chúng ta lại hồng danh Đức Phật rồi đó. Lúc đó chúng ta vừa niệm danh hiệu Đức Phật mà chúng ta lại Phật một cách thành tâm. Đó là ba cái đầu tiên, nó chưa có sau đâu. Ba cái đầu tiên này phải có hình thức mới được. Còn có ba cái sau nữa, không hề thấy người đó lễ một lễ nào cả, đắp y lại một cái nào hết, nhưng mà Đức Phật nói là người đó lễ Phật thành tâm. Có nghĩa là thứ nhất là thật tướng bình đẳng lễ. Có nghĩa là chúng ta ngồi suy nghĩ, ngồi thôi ha, không hề đắp y, không hề lại một lại nào hết, nhưng mà trong cái đầu mình suy nghĩ là thật tướng bình đẳng lễ. Có nghĩa là chúng ta nghĩ Đức Phật nói á, là chúng sanh hữu tình, cái Phật tánh trong chúng sanh hữu tình á, nó thanh tịnh đúng không? Thì ông nói là cái Phật, cái pháp tánh á, trong chúng sanh vô tình á, nó thanh tịnh y chang như vậy. Chúng ta ngồi suy nghĩ đúng không? Ngồi mới tư duy thiền định này, ông nói vậy, ủa heroin, xì ke ma ký ma tí nó ác đó chứ, vậy đó mà ông nói nó thanh tịnh sao được? Khi bị nhớ đã từng nói có bao nhiêu lần rồi, cái a là gia thức hay là cái thức thứ tám á, nó sanh ra mình đây là xin nói chỉ bị dễ hiểu nha, chứ trong cái tâm duy thức nó không có nói sanh kiểu này. Có nghĩa là mọi vật trên đời này nó được sản sinh từ cái a là gia thức hay là cái thức thứ tám ha, mà chúng ta học đại thừa á, là cái Phật tánh. Mọi vật trên đời nó sanh từ cái Phật tánh chúng ta ra nha. Cái tâm Phật tánh chúng ta rất là lớn, chứ không phải là le que mà chết xong rồi đọa địa ngục. Trời ơi, học kiểu đó là chết rồi đó. Cái Phật tánh chúng ta nó bao trùm cái vũ trụ này, cái tánh thiện hay ác nó cũng nằm trong cái Phật tánh chúng ta. Nó là người mẹ sanh ra hai đứa con, cho cái vị dễ hiểu á, là nó đi vào hà cái hơi hay là cái bản thanh tịnh nó vào chúng sanh hữu tình á, chúng ta gọi là Phật tánh. Mà Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đúng không? Đúng. Rồi cái thứ hai nữa là chỉ cho chúng sanh hữu tình là những con người có sự sống chết á. Con người là động vật cao nhất, rồi các loại động vật nó có sự sống chết, thì trong đó nó có Phật tánh. Nhưng mà nhớ cái Phật tánh nó có thanh tịnh, nó y chang như cái Phật tánh của ông Phật của mình nha, đều là vàng bốn chín hết. Các đứa con thứ hai mà a lại giật thức hay là thức thứ tám hay là cái Phật tánh nó sanh ra đó, gọi là chúng sanh vô tình, là đất đá cây cối nhà cửa, cái chúng sanh là nó không có sự sống chết. Nhớ cái pháp tánh mà nó cái hà hơi một cái chúng sanh hữu vô tình này á, nó dùng cái từ là pháp tánh. Hồi nãy đi vào chúng sanh hữu tình mà gọi là Phật tánh nha, mà đi vào chúng sanh vô tình gọi là pháp tánh. Nhớ hai cái tánh thanh tịnh này nó là một, cái vàng nó nằm ở trong cái chúng sanh hữu tình á, nó bằng đều là vàng bốn chín giống như chúng sanh vô tình. Quý vị thấy học đạo kinh điển đại thừa nó giúp cho chúng ta có cái nhận thức tuyệt vời. Vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi,
tiền tài danh vọng hay là rượu bia heroin cờ bạc này kia nọ làm chúng ta khổ đúng không? Nếu mà nó làm khổ là chúng ta không có thanh tịnh đúng không? Không phải. Mọi những cái đó cái bản chất nó thanh tịnh. Nếu mà cái bản chất rượu bia heroin xì ke ma tí hay là tiền tài danh vọng á, nó mà không thanh tịnh á thì nó sẽ bay nó tấp bất cứ mọi người nó cũng làm đau khổ hết, đúng không? Nó chỉ làm khổ cái người nào mà mê nó thôi à. Bây giờ sư mê rượu, bình thường rượu đâu khổ sư được, nhưng mà bây giờ sư uống rượu, sư bắt đầu sư ghiền, rồi sư mới đi mua uống, nó làm sư khổ, rõ ràng sư khổ đúng không? Mà bây giờ sư học kinh điển và Phật được, sư thấy rượu nó không tốt, cắt đứt nó, rượu nó còn làm khổ không? Hết, thấy chưa? Rõ ràng là rượu cái tánh nó thanh tịnh đấy, nó không có hại ai hết, nó chỉ hại những người nào mà thích nó thôi, mê nó thôi à. Rồi bây giờ cái việc co thử trên đời này có cái gì hại làm người khác khổ không? Bài, quấn bài, nó chỉ hại những người nào mê nó thôi mà. Mấy vị này không thích quấn bài có khi nào đồng cái bài nó có làm khổ không? Không, cái bản chất của cái bài vẫn thanh tịnh. Thì chúng ta ngồi thiền định tư duy cái cách lại Phật có nghĩa là thật tướng bình đẳng lễ. Có nghĩa là chúng ta ngồi tư duy thiền định về cái lời Đức Phật mộc ý này nè. Suy nghĩ như thế này, ông Phật ông nói như vậy đúng không? Chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình đều là vàng bốn chính, đều là thanh tịnh. Chúng ta tìm hết đi, rõ ràng cái nào đúng không? Rõ ràng là không có nào ác hết á. Thì chúng ta ngồi suy nghĩ như vậy, chúng ta không lại Phật một lại nào cả. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta đã lại Phật một cách chí thành. Thấy chưa? Rồi nó còn hai cái nữa, để từng tới sẽ nói hết giờ rồi quý vị. Có sáu cái cách lại Phật mà chúng ta gần như chúng ta chỉ có làm có ba cái đầu tiên thôi. Cái công đức nó không có nhiều. Còn ba cái sau mà sư trình bày một cái rồi đó. Cái thứ ba cái sau là chúng ta không có lại cái nào hết. Nhưng mà Đức Phật nói là chúng ta lại rất là nhiều. Rồi thôi chúng ta dừng ở đây quý vị. Giờ này xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đầu.